Bất động sản Long An xin chào quý khách hàng ở gần xa. Hôm nay bất động sản Long An review đất thổ cư nằm trong khu tái định cư Phước Đông nha. Đây là em đang đứng trên cái trục đường 826B nè. Đó, 826B. Đây là khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông nha. Đó. Cái khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông nè, nó nối dài với khu tái định cư Phước Đông nha. Nó cặp bên hông nha, nó nối dài thẳng qua bên kia luôn. Tại vì em đứng đây trên cái trục đường 826B nè, em review cho quý khách hàng xem nó cụ thể hơn. Đó. Đây là khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông nha. Bây giờ em đi thẳng nè, thẳng về tái định cư Phước Đông nha. Nó nằm phía sau cặp bên hông luôn nha. Đó, đây là cái trục đường đường lớn nè, đường 826B nha. Cái đường lớn này mình đi thẳng ra ngã ba nha, ngã ba quốc lộ 50 á, mình rẽ tay trái là về cầu Mỹ Lợi nha, cái hướng mà qua Gò Công, còn mình rẽ phải là mình về thành phố Hồ Chí Minh đó. Mình review gì để cho quý khách hàng dễ hình dung ra. Khu tái định cư Phước Đông á, nó giáp ranh với khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông nha, nó giáp ranh. Cho nên mình đứng ở dưới khu công nghiệp á, mình review cổng cái ở dưới đó là cái cổng á, cổng vô khu công nghiệp cầu cảng á. Còn cái này là mình cái hướng vào tái định cư nha, tái định cư Phước Đông. Nó cặp hông á. Quý khách hàng muốn mua đất về ở hay là mua đầu tư vậy á, cặp hông mình nó có khu công nghiệp luôn, thuận tiện luôn nha. Đó, đây là mình đi thẳng nè. Thẳng là ra ngã ba quốc lộ 50 á, mình rẽ trái á. Rẽ trái là mình về cầu Mỹ Lợi á. Cầu Mỹ Lợi đi qua Gò Công, Tiền Giang nha, còn mình rẽ phải là về thành phố Hồ Chí Minh á. Còn cái hướng này là mình vô tái định cư nè, tái định cư Phước Đông nè. Đó. Cái đường này nha. Đường này mình đi thẳng nè. Rồi mình review vô đất cho cô chú anh chị xem nha. Khu này thì nó đang có tiềm năng cao nha. Giá thị trường thì nó rẻ. Cô chú anh chị em muốn đầu tư thì đầu tư kinh doanh xây nhà ở, nhà bán. Để mình chạy một vòng qua cái khu mà mình đang review nè, tái định cư nè, nó giáp với khu công nghiệp cầu cảng á.
đó đây á, đó khu này á, bên đó là khu công nghiệp Cầu Cảng đó nha. Đây đó, toàn bộ bên đó là khu công nghiệp Cầu Cảng đó. Cái khu đó là cái lúc mà mình review là mình đứng ở ngoài cái mặt tiền 826B đó, là cái cổng khu công nghiệp á đó. Đó, nó xung quanh nè. Đó, là nó giáp với cái khu tái định cư mình đang review nha. Nó toàn bộ cái khung cảnh là khu công nghiệp á. Là nó giáp với cái khu này luôn. Rồi bây giờ mình đi thẳng vào đất của mình nha. Đất mình nằm trong khu tái định cư nha. Tái định cư Phước Đông. Là nó giáp ranh là với khu công nghiệp Cầu Cảng á. Mình mua đất mình xây nhà ở, nhà bán rồi nó cũng thuận tiện nữa. Kế bên có khu công nghiệp luôn. Khu vực này giờ đang có tiềm năng cao lắm nha. Đây, nguyên cái lóc này, cái khúc này á, là sau này á, là nó sẽ thành một cái chợ. Nó xây một cái chợ, nguyên cái hình này nè. Đó, từ cái khu vực này nè, từ cái ngã ba này chạy thẳng vô trong kia luôn, tới cái nhà Yến trong kia luôn á. Là nguyên cái khu vực này nó sẽ thành cái chợ. Đó, còn ở trong đây á, mình có cái trường mẫu giáo nha. Trường mẫu giáo rất là lớn nha. Ở đây mình đi thẳng nè. Đó, mình đi thẳng là qua cặp không cái căn nhà đó, mình quẹo trái cái là nguyên cái khu bên đó là cái khu mẫu giáo, trường mẫu giáo nha, trường lớn nha. Đó, còn mình ở đây mình tới đất của mình rồi nè. Đất của mình nằm trên đường số 10 á. Đất của mình là đất thổ cư nha, full thổ cư nha, sổ hồng riêng nha. Đó, vị trí đất mình nằm ngay đây. Diện tích ngang 4, dài 17 nha. 650 triệu, sổ hồng riêng, full thổ cư luôn. Đó, vị trí đất của mình nằm trên cái trục đường này, đường số 10 luôn, nằm ngay khúc này nha, ngay đây nha. Đó, ở đây mình nhìn thấy cái trường mẫu giáo kế bên luôn ha, cái trường máy, cái trường ngói đỏ đó. Đó, đất mình nằm ở đây, ngang 4 dài 17, 650 triệu thôi, nằm trên cái đường này là đường số 10 nha, đường này là đường nhựa. Lề là 3 mét nha. Lề mỗi bên 3 mét. Đường này là đường 6 mét nha. Cái này là xe tải xe hơi là chạy quy du luôn. Đó. Vị trí đất mình là nằm đối diện với cái chợ luôn. Sau này nó sẽ mở cái chợ khu tái định cư Phước Đông, Cần Đức, Long An. Đất thổ cư, sổ hồng riêng. Khu này là có tên đường hết nha. Là cái trục đường của mình nè. Cái này là mình đi thẳng nè. Thẳng là mình ra quốc lộ á, 826B á. Mình rẽ trái là về ngã ba rồi. Ngã ba quốc lộ 50 á. Mình đi thẳng là về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Mình rẽ trái là mình xuống cầu Mỹ Lợi á, cái hướng đoạn qua giáp ranh với Gò Công, Tiền Giang đó.
Đó, thuận tiện di chuyển nha. Dạ, em xin kết thúc video tại đây nha. Quý khách hàng gần xa xem video hay nhớ đừng quên đăng ký kênh nha. Để theo dõi video tiếp theo của kênh Bất Động Sản Long An. Xin chào và hẹn gặp lại.